Anh đang phải yêu một con mái già thì suốt ngày đánh anh. Anh đang phải yêu một con mái già thì suốt ngày đánh anh. À, chỉ ra mày chọn cái chất. Vừa xấu vừa già. Hello em nhá, mình bắt đứa anh em ạ. Thì lại tiếp tục đến với những cái màn chơi bá đạo của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip. Clip là chôn người yêu mình mà mình đi ngủ nhá. Mình thở vào mình mà ngủ xong gọi tên người yêu cũ ấy. Vãi lồn luôn. Đấy, xem thử người yêu mình như thế nào em nhá. Bắt đầu vào video rồi. Đi đâu vậy? Anh vừa đi chơi rồi. Làm gì vậy? Đi chơi rồi, xem video, chơi rồi. Buồn ngủ, đi ngủ à? Tôi bảo mấy chơi đâu. Chơi kia. Đi ngủ rồi. Để nấu cơm đi. Nấu cơm? Ai nấu? Cái gì? Ai nấu? Ai nấu? Nấu cơm ai nấu? Cái gì? Ai nấu? Ai nấu? Chính nhà anh. Chính nhà anh. Để ông nấu cơm nhá. Bây giờ? Để ông mời giờ xuống. Thoại cứ lên này. Để đấy em cho mày tính. Mới xem sách chẳng không? Mới xem sách chẳng không? Gì cũng biết. Mày bị điên à? Nano. Nano. Nào. Đàn ơi. Trang ơi, đừng bỏ anh. Trang ơi, đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh không? Đừng bỏ anh không? Mày bị điên à? Không chia tay không? Đừng mà không chia tay không? Đừng mà không chia tay không? Địt mẹ mày được vãi lồn em ơi. Bằng. Có cái gì nè em đây? Ô tô hay không? Gì nè em đây? Ô tô hay không? Cái gì nè mày không cho em nhiều lắm. Đừng có sai. Trang ơi. Ui. Nan ơi. Nan, đừng bỏ anh. Nan ơi. Nan. Đừng đánh anh Nan. Em còn nhớ là hôm qua. Tỉnh chưa? Em còn nhớ là hôm qua. Tỉnh chưa? Em còn nhớ hôm qua anh đưa em đi ăn sushi cho. Em còn nhớ hôm qua anh đưa em đi ăn sushi cho. Địt mẹ mày được vãi lồn em ơi. Được. Em còn nhớ hôm qua anh kia đi ăn xúc xích ở bờ hồ không? Được. Nhà đứng của anh 35 mà mình yêu nhau đấy. Ui. Chúng anh cắm sừng đây. Đấy. Nga đứng đánh anh thế. Em yêu anh nhiều đúng không? Không. Nga đứng đánh anh. Ok. Nga đứng. Nga. Của Nga. Nga đứng. Nhưng mà chưa anh nhé. Tao đừng bỏ anh mà Lan rồi. Lan được lúc nào? Lan ơi. Lan được lúc nào? Ừ. Anh qua anh thì xin anh hai chửi em đây. Em đi xúc xích mà em bỏ anh rồi. Lan là người yêu anh như là ai nữa? Lan là người yêu anh như là ai nữa? Người yêu anh.
Yêu 2 năm rồi, 3 năm rồi đúng. 3 năm rồi. Và người em đang xúc xích, em nói gì đấy? Nam yêu nhân. Nam con nào? Dạ Nam người yêu anh nhỉ, con nào? Dạ ơi, Nam là con nào? Nam ơi. À, thì ra mày chọn cái chết. Dạy không? Đừng bỏ anh của tôi. Nam ơi. Thằng này nó điên mẹ. Nam là con nào? Nam là con Nam người yêu anh, em người yêu anh mà dẫn. Ô mày ngả. Thế chưa? Nam ơi. Nam ơi. Nó ở cái tầm chất. Này con. Trang ơi. Trang là con nào? Trang ơi. Thế anh yêu Trang hay yêu Lan? Anh yêu cả hai luôn. Cả hai luôn. Nhưng mà đừng bỏ anh nhá. Nam nha. Nam. Dậy không? Nam ơi. Nam ơi. Đi mẹ cay. Tôi nhờ. Nam đừng bỏ anh. Thôi đừng đi nhá. Thôi em đừng đi nhá. Ảo ảo thật đấy, đi chuẩn mẹ à mày. Nan ơi. Anh vừa phải đúng ba gậy nhá. Nan ơi. Gậy. Sao cứ gái ra thế? Đưa không đùa đâu nhá, hết vui đấy. Tụi anh ra xúc xích đấy nha. Nan là con nào? À. Có dậy không? Tụi đem xúc xích nha. Cả vào đâu rồi. Thưa Trang luôn cả hồng nữa. Ôi nó yêu đi. Cả Liên nữa, đừng bỏ anh. Anh đang phải yêu một con mái già thì suốt ngày đánh anh. Anh đang phải yêu một con mái già thì suốt ngày đánh anh. À, thì ra mày chọn cái chết. Vừa xấu vừa già. Nó ở cái tầm chất. Chia tay rồi nhá. Anh chia tay nó nhá. Chia tay con mái già nhá. Cút luôn. Cút luôn nha. Cút luôn. Tế chó. Trang ơi. Mày điên lắm rồi chứ. Anh nhớ em lắm. Anh nhớ em lắm. Có dậy không? Dậy. Cha ơi cứu ai con mái già đang tát anh mày. Cha ơi cứu ai con mái già đang tát anh mày. Đi mẹ nó cay tươi nhờ. Anh dậy không có hỏi nữa mệt. Mày có dậy không? Mày đánh mất. Mất khả năng sinh sản này. Cha ơi. Một. Anh về bên anh đi, anh cho em cuộc sống đầy đủ. Anh Trang. Chủ đã dùng cái mái già cũng đánh anh. Trang đang làm cà phê. Trang đang làm cà phê. Nó ở cái tầm chất. Dậy à. Tỉnh chưa, mày tỉnh chưa? Tỉnh không? Ok. Bố mày đánh tôi mất khả năng sinh sản luôn này. Nào, muốn dậy không? À, đấy mà yêu Trang nhân hạng của mày thì bố mày đi về. Thôi mày đánh đùa nào. Ủa ra. Thôi 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 thôi. Thôi ạ. Bố đi về. Rồi, kêu mà. À, vào đây, vào đây, anh nghe thì chi đã. Thích béo rồi em. Bố đây đổ quần áo không này. Anh ngủ với em Trang. Anh ngủ với gì đâu. Máy này là bác con máy già. Ô, xinh như này mà máy già. Mở ra. Đâu, của anh yêu nhất thôi. Ai luôn, yêu nhất. Nào đi này. Bác. Đánh yêu nào. Đi ngủ nhá. Ngủ ra. Đi, 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 ngủ đi.